Việt Hương chính thức đón Phi Nhung về Việt Nam, không thể giấu thêm được nữa. Hôm nay chúng tôi vừa nhận được một thông tin vô cùng chấn động, nhưng đây có thể sẽ là tin vui đối với những ai yêu mến ca sĩ Phi Nhung. Đó là ca sĩ Phi Nhung vẫn còn sống, hiện tại cô đã trở về Việt Nam sau hơn 2 tháng điều trị Covid-19 tại Mỹ. Thông tin này vô cùng chính xác bởi nó được chính nghệ sĩ Việt Hương tiết lộ. Việt Hương gần đây đã có một buổi phỏng vấn với giới truyền thông để chia sẻ về tình hình hiện tại của Phi Nhung cũng như quyết định sẽ tiết lộ một bí mật đồng trời mà theo cô nó sẽ làm bùng nổ một làn sóng tranh cãi trên cả nước. Cụ thể của bí mật mà Việt Hương đang che giấu là gì và mục đích thật sự phía sau sẽ được chúng tôi công bố ngày sau đây. Trước khi xem tiếp bản tin thì đừng quên ấn like và đăng ký kênh để cùng chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất về ca sĩ Phi Nhung mỗi ngày. Cụ thể theo như chúng tôi điều tra được thì vào sáng nay, nghệ sĩ Việt Hương đã có mặt tại sân bay và như đang chờ một ai đó. Sau một lúc chờ đợi thì chúng tôi như chích đứng khi thấy trước mặt mình là hình ảnh ca sĩ Phi Nhung bằng xương bằng thịt. Cứ ngỡ là chúng tôi nhìn nhầm hoặc có trường hợp người giống người, nhưng nhìn kỹ hơn thì đích thị đây hoàn toàn 100% là ca sĩ Phi Nhung. Ngay sau đó chúng tôi đã lập tức có cuộc phỏng vấn với nghệ sĩ Việt Hương về vấn đề này. Theo đó cô tiết lộ, hiện tại vẫn chưa có thông báo chính thức, cô không thể tiết lộ gì thêm. Tuy nhiên cô vẫn khẳng định một điều, Tin đồn ca sĩ Phi Nhung còn sống là sự thật 100%. Cô ấy đã hoàn toàn khỏi bệnh sau hơn 2 tháng tích cực điều trị tại Mỹ và đã trở về Việt Nam trong hôm nay. Ngoài thông tin trên thì Việt Hương từ chối cung cấp mọi thông tin ngoài lề khác. Có lẽ phải đợi thêm một khoảng thời gian nữa để phía quản lý cũng như gia đình của Phi Nhung đưa ra công bố chính thức đến người hâm mộ. Sau khi chúng tôi công bố thông tin này trên mạng xã hội thì đúng như dự đoán, một cuộc tranh cãi vô cùng nảy lửa đã diễn ra một bên cho rằng nếu thực sự phi nhung vẫn còn sống thì đây là một điều rất đáng mừng chúng ta hãy bỏ qua cho phi nhung để cô sớm quay lại sân khấu và tiếp tục là một cô ca sĩ được hàng triệu người yêu mến nhưng bên còn lại cho rằng không thể chấp nhận việc phi nhung qua mặt dư luận bằng cách làm đấm tan giả và giả chết như vậy được rất nhiều người đã rơi nước mắt vì ca sĩ phi nhung cần làm rõ vấn đề này và phi nhung phải ra mặt để giải thích rõ mọi chuyện Hiện tại những thông tin này vẫn chưa được công bố chính thức, và ở những bản tin sau, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn chi tiết hơn về thông tin hiện tại của ca sĩ Phi Nhung. Thật hư thông tin Phi Nhung đã về cùng các con tại Việt Nam, được biết sáng nay các bác sĩ tại Mỹ vừa có thông báo đến người hâm mộ Phi Nhung rằng hiện tại sức khỏe của cô đang có chuyển biến tích cực, cho thấy nhiều dấu hiệu hồi phục nhanh về thể lực. Cũng theo lời bác sĩ cho biết, nếu Phi Nhung cứ tiếp tục hồi phục tốt như thế này thì có khả năng cô sẽ được xuất viện sớm và những ai yêu mến cô sẽ được nhìn thấy một phi nhung trên sân khấu bằng da bằng thịt. Nhưng có một vài điều vẫn khiến các bác sĩ chữa trị cho phi nhung vô cùng lo lắng và đã thông báo trước với Wendy rằng hãy chuẩn bị tâm lý. Bởi dù có tiến triển tốt nhưng phi nhung vẫn đang hồi phục rất chậm và vẫn đang tiếp tục lọc máu. Lúc thì lên 100% hồi phục, lúc thì còn 10% sự sống. Đây cũng là điều khiến các bác sĩ tại Mỹ vô cùng đau đầu. Nhiều người cho biết dù sức khỏe của Phi Nhung có ra sao thì họ cũng rất vui mừng vì nó chứng tỏ Phi Nhung vẫn còn sống. Theo đó phổi của Phi Nhung đã có những hồi phục đáng kể kể từ khi nhập viện đến nay. Wendy con gái của Phi Nhung chia sẻ với phóng viên rằng cô rất vui mừng vì sức khỏe của mẹ đang có những tiến triển tốt, không cần can thiệp thở máy. Đây là một điều vô cùng kỳ diệu. Cũng theo một nguồn tin khác cho rằng cái chết của Phi Nhung chỉ là một vở kịch được lập ra sẵn. Một khán giả giấu mặt cho biết, trước đó ca sĩ Phi Nhung đã được chuyển đến bệnh viện chợ đẩy trong tình trạng vô cùng nặng. Ngay khi biết được thông tin này, Wendy lập tức nhờ nghệ sĩ Việt Hương làm thủ tục để đưa mẹ sang Mỹ điều trị. Ngay trong đêm đó cô đã về đến Mỹ và mọi thông tin đều không được tiết lộ với người hâm mộ. Đến hiện tại, việc ca sĩ Phi Nhung vẫn còn sống khiến nhiều người rất vui mừng và đồng loạt để lại lời chúc mong cô sớm khỏi bệnh và quay lại sân khấu. Một người hâm mộ cho biết tôi là fan của phi nhung từ rất lâu rồi nghe tin phi nhung qua đời tôi thật sự không tin vào điều đó tôi vẫn mong rằng cô vẫn còn sống mặc dù đó là điều rất mong manh nhưng dựa theo những tin đồn gần đây thì tôi nghĩ đây chỉ là một màn kịch bởi trong việc này vẫn còn rất nhiều điều khó giải thích một số lỗi ý kiến khác cho rằng ca sĩ phi nhung thật sự đã mất rồi làm gì có chuyện sống lại mà nếu có sống lại thì chỉ là trong giấc mơ mà thôi nhưng một số người tin vào những điều bí ẩn kỳ diệu thì vẫn cho rằng Phi Nhung vẫn đang ở một phương trời xa nào đó, sẽ mãi mãi có một cuộc sống thật bình yên, tránh xa các thị phi của cuộc đời này. Qua đó Wendy cũng cho biết thông tin mẹ Phi Nhung còn sống hiện tại vẫn chưa được công bố và một số nguồn tin cho biết mẹ tôi đã phục hồi sức khỏe. Thực sự đây là những điều không đúng với sự thật, hiện tại mẹ tôi vẫn đang được điều trị tại một bệnh viện vô cùng nổi tiếng tại Mỹ qua những lời chia sẻ của wendy cũng đã cho chúng ta một chút hy vọng về sự sống của phi nhung nhưng đây cũng sẽ là một cú lừa thế kỷ cho những ai hâm mộ hoặc không hâm mộ phi nhung cuối cùng wendy gửi lời nhắn nhủ đến khán giả rằng mọi người nên bình tĩnh trước thông tin này cô sẽ sớm có thông báo chính thức đến toàn thể bạn bè đồng nghiệp và người hâm mộ cũng theo lời bác sĩ đang điều trị cho phi nhung cho biết các bác sĩ hiện vẫn đang tích cực chăm sóc cho phi nhung để giúp cô trở lại với cuộc sống bình thường mong rằng những nguồn thông tin trên có thể đem lại thêm hy vọng cho người hâm mộ phi nhung một mai này cô sẽ quay lại sân khấu và cất tiếng hát những bài tình ca lãng mạn gửi đến quý vị và các bạn vào một ngày không xa và rất mong thông tin này sẽ là sự thật và những ai yêu mến phi nhung có thể tiếp tục được nhìn thấy một phi nhung rạng rỡ và đầy sức sống trên sân khấu lý do thật sự vợ chồng phi nhung ly hôn wendy phạm thiệt thòi đủ đường Khán giả từng không hề biết Phi Nhung có chồng, thậm chí có con gái ruột cho đến khi nữ ca sĩ tự thừa nhận vào năm 2017. Phi Nhung là nữ ca sĩ hải ngoại có sức ảnh hưởng rất lớn, không chỉ với khán giả trong nước mà cả khán giả Việt khắp Nam Châu. Đây cũng là lý do dù bà mẹ đông con nhất showbiz Việt đã yên nghỉ, những thông tin về cố ca sĩ vẫn luôn được khán giả quan tâm, đặc biệt là chuyện đời tư. Lúc sinh thời Phi Nhung vô cùng kính tiếng, cố ca sĩ giấu nhẹm chuyện đã có chồng và sinh con từ khi chưa nổi tiếng. Đến khi con gái trưởng thành, năm 2017, dòng ca bông điên điện mới quyết định thú nhận với khán giả. Tuy nhiên cô không chia sẻ danh tính chồng cũ mà chỉ nói chung chung đó là người tốt và không phải mạnh quên. Sau tang lễ của Phi Nhung, những sự thật đời tư của cố ca sĩ mới chính thức được hé lộ nhiều hơn với tất cả công chúng. Một trong số đó là sự xuất hiện của chồng cũ người nữ ca sĩ luôn một mực bảo vệ giấu mọi thông tin. Được biết, bố đẻ của con gái Phi Nhung tên Phạm Trung, chủ một thương hiệu bảo dưỡng ô tô có tiếng tại Mỹ. Trong một lần chia sẻ hiếm hoi về chồng cũ, Phi Nhung cho biết cô và chồng cũ không có duyên. Anh Trung không muốn vợ cũ đi hát, nhưng đam mê của mẹ Wendy quá lớn, nên cả hai đã quyết định dừng lại. Phi Nhung sau đó chọn theo đuổi sự nghiệp, gửi con cho nhà ngoại, để rồi thành danh như bây giờ. Trong khi đó chồng cũ của ca sĩ cũng đã có gia đình mới. Phi Nhung luôn dặn dò con gái rằng người lớn thì không sao, nhưng con gái luôn phải nhớ rằng còn có bố, ông bà nội. Bố Wendy là một người hiền lành và tốt bụng, nên dù làm gì con gái cũng phải tôn trọng ba, tôn trọng ông bà nội và phải là một đứa con ngoan. Từ nhỏ Wendy đã rất thiệt thòi khi không được sống trong một gia đình trọn vẹn, lại liên tục xa mẹ vì lịch biểu diễn dày đặc. Nhưng đổi lại, cố ca sĩ Phi Nhung dạy con mạnh mẽ, tự lập và kiên cường vì vậy mới có một wendy không chỉ là niềm tự hào của phi nhung mà còn là cả gia đình nội ngoại